Xin chào mọi người. Hôm nay thì Trang có hay cây đen trô, hoa đã tàn rồi. Thì cái cây này thì lá nó bị vàng rồi ha, rồi thân nó bị teo, thân nó teo tóp rồi này, thân nó teo tóp và nó rất là yếu rồi. Ở đây có một cái con này, một cái con mà lá nó cũng cháy rồi, nó vàng lá rồi. Cây bên này cũng vậy luôn. Cái cây này thì nó cũng có cái con lên mà lá nó vàng rồi nè. Cái kia cây này, còn cái cây chính của nó thì nó khô, nó héo hóp hết rồi. Bây giờ Trang sẽ đi thay chậu cho hai em này. Bây giờ Trang sẽ gỡ cái giá thị cũ, bỏ hết cái giá thị cũ ra. Hai cây đen trâu này nè. Hai cây này người ta trồng bằng vỏ thông cho nên đến bây giờ thì vỏ thông nó cũng bị mục hết rồi, nên Trang phải lấy hết ra. Như là cái cây này đen đen này thì mình cũng phải gỡ ra, bởi vì khi lúc người ta ươm á, người ta kẹp rất là chặt, thì mình phải gỡ hết những cái giá thị cũ ra, và những cái rễ nào mà chết thì mình cũng cắt đi. Trang thì thường lấy hết những cái giá thị cũ ra, bởi vì cái giá thể của nó lâu ngày quá nó sẽ có những cái vi khuẩn, rồi mình mà không có lấy hết ra thì nó sẽ làm cho cây lan của mình nó bị bệnh đó. Cho nên là lấy hết ra rồi trồng lại giá thể mới thì cây lan của mình nó phục hồi lại và từ từ nó sẽ phát triển, rồi nó sẽ có hoa. Thì những cây mà Trang mà lấy hết giá thể ra đó thì nó đều sống nha, và nó bắt đầu nó phục hiêu, nó phục hồi thì nó rất là khỏe. Mấy cái trong này này, trong này này ha, lôi ra hết ha. Cây thì có được rễ non này, và cái bầu này mình phải lôi ra hết luôn. Có được cái rễ non nhưng mà cái bộ rễ của nó thì lại không phát triển, nó rất là cằn cỗi. Mình cũng phải, vì nó người ta bó này, mình Trang phải lấy rất là khó, lấy hết ra rồi mình sẽ trồng lại. Rửa. Giờ mình cắt, sau khi cắt những cái rễ khô đi rồi mình sẽ tiếp thuốc khử trùng này. Đây là cái mos Trang chuẩn bị để trồng cái đen trâu, vỏ thông nè, mos nè, vỏ trứng gà nè. Bên cạnh đó thì Trang chuẩn bị một cái thang, với là cái chậu thì mình đục lỗ này, cái lỗ dài hơn chỗ đây đi. Đục bỏ ở dưới một thang.
Giờ thì Trang sẽ rạ lên một lớp moss vỏ thông này. Vẫn là moss này. Rạ lên một trước đi. Giờ hai cây này cái rễ đã khô rồi. Cây này rễ dài hơn, Trang cho vào cái cây cây cao này. Cái loại dendro này thì nó sẽ lên cây từ xung quanh, cho nên là mình sẽ để cái thân ở giữa, rồi mình sẽ cố định nó, mình sẽ bỏ giá thể vô, vì cái mầm con á nó sẽ lên xung quanh, nó khác với cái những cái loại như là Catalaza, nó lên theo một hướng, còn cái này nó sẽ lên xung quanh thì mình sẽ bỏ ở giữa rồi mình nén nó lại. Rồi giờ thì cố định cái cây cho mình, cho cái cây nó đứng. Để cái bộ rễ nó không có bị rung nha. Cái rễ nó rung thì nó ra rễ, nó không có ra rễ. Giờ mình cố định vô. Ít rễ thì Trang cho một cái chậu nhỏ hơn. Bỏ giá thể vô xung quanh nè, và mình phải nén xuống để cho các cái kẽ hở của rễ nó được chặt vô, để cái rễ của mình nó không có bị rung rinh. Đến chỗ này thì cũng trồng với cũng không có để sâu quá, cũng ngang với cái rễ của nó thôi, có gì để cái mầm con nó còn lên nữa. Rồi bây giờ mình sẽ cố định lại cái thân. Mình cố định càng chắc thì cây của mình nó nhanh ra rễ nha. Nhìn cái cây nó còn lung lay quá. Đang sẽ lấy thêm một cái cây nữa mình cố định cho nó cứng lại. Cái nhánh này nó còn lung lay này. Khi mà lung lay, cái cây của mình nó lung lay thì nó rất là khó mà ra rễ mới. Mình cố định cho nó cứng luôn, nó không có lung lay gì ạ. Rồi, giờ là chắc rồi. Đây là hai em bencho mà Trang mới thay chậu xong. Bây giờ mình chỉ việc là tưới nước vô rồi bón phân. Mình sẽ bỏ một chút phân vô để mình bón phân. Mình cố định hai cây cho nó chặt ha. Đây, cố định cho chặt. Rồi mình bón phân rồi mình chăm sóc lại để cây nó khỏe lại bình thường thôi. Rồi khi đó cái mùa sau thì những cái cây non này lên sẽ có hoa. Hoặc là có một vài cây sẽ bọc cái kia lên ở đây nữa. Đây. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của Trang nha. Chúc mọi người vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha.